có nước sạch nên mình vui á cô, đỡ. Dạ. Để mình ra nước xong không có nước xài. Dạ. Được rồi. Rồi giữ sức khỏe nha cô. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Tiếp theo thì mình với lại Ngân đang có mặt tại nhà của ông Hai Truyền đó các bạn. Thì đúng lúc là ông đang bơm nước nè. Giờ mà các bạn cùng lại coi nha. Hay hôm nay gặt nước cho ông Hai nha. Ông Hai sàn nước nhà ở để ở ngoài hả ông Hai? Ở ngoài không. À, để ở ngoài không? Dạ. Cái cây gặt này cũ không? Cũ rồi. Cũ không? Để sửa hoài đi. Dạ, ông Hai gặt con coi nha. À, nước gặt này là nước con thấy nó đục quá, là nước ở đâu lên vậy ông? Ở sông lên nó đục quá. À vậy là ông đâm ống dưới sông rồi gặt nước lên. Dạ. Dạ nước đục quá à. Khi hết bữa nó rửa hoài vậy đó. Dạ. Gặt này chắc cũng lâu lắm rồi không hay? Dạ. Rồi nước đục quá. Còn cái ống bên đây là sao nữa ông Hai? Cũng dưới sông lên luôn. Sông lên là nó chằng chịt hoài vậy đó. Cái đó là mua tưa hay sao ông? Mua tưa. Ta cho đó mà. Ta cho mình xài nó. Ta cũ rồi ta cho mình xài cũng rửa tới sửa luôn hoài vậy. Vậy là một bên là mua tưa, một bên là cây gạt, nhưng mà bên nào cũng hư hết. Dạ. Thấy vậy thì mà nó hư chân à. Dạ. Mình lên nhà chút xíu đi rồi ông Hai xuống gặt tiếp nha. Dạ. Dạ. Ông Hai dắt con lên nhà nha. Dạ. Dạ. Chú lên nhà. Dạ. Chào anh. Dạ. Đây là đó là bà sao? À là vợ bà, của ông. Vợ của ông. Dạ bà ngồi đi bà, chào bà đi. Hai nha. Dạ. Ở nhà sống có ông bà hay là còn ai nữa không bà? Còn thằng Út nữa. À con người con trai Út nữa. Dạ. Dạ. Đi làm nước không cô? Mẹ con cũng đi làm mướn ăn không? Ông Hai qua đây ngồi với bà nha. Với bà nha. Dạ. Đi làm mướn thôi. Ngoài người con Út đó ra ông bà còn người con nào nữa không? Chồng có vợ hết rồi. Có chồng có vợ hết rồi. Ừ. Dạ. Rồi có chồng có vợ hết rồi, lâu lâu có gửi tiền gì phụ có giúp đâu, cho chồng. Mình nghèo hết mồ luôn. Con nó còn khổ nữa, đâu có đồ cho mình đâu. Thì Tết thì khi nó cho 50, 100, 200 gì rồi đó. Mạnh dạ màn dạ ăn. Dạ. Ủa gì ở nhà là ông bà làm nghề gì? Đi làm mướn, đi dặm lúa rồi đi thử lặn đồ chứ không có làm. Tôi đi ở khai đi móc. Rồi ổng đi lụm mũ. À, dạ. Ông chơi hai chơi nè. Ông Hai đi bơi hả? Bơi xuồng, vớt mấy cái chai nhựa đồ đem về bán. Dạ. Vậy thu nhập mình có đủ sống không ông bà? Cũng giờ mình không đủ cũng phải gắng. Dạ. Dạ. Mà không có dư giả gì mà cũng đủ một bạch sống, nói chung là ngày nào sống ngày nấy. Vậy sức khỏe ông bà có tốt không? Có hay bị bệnh không? Cũng có, mình cũng hơi bệnh. Bị gút đi nè. Ông bị gút. Ông bị gút. Dạ. Uống ngày với thuốc ngày đó. Ông bệnh cũng bệnh tim gan rồi này nọ. Ừ. Đi hốt thuốc nam uống. Nếu mà gút thì bơi xuồng lâu chắc nhức mỏi lắm hông? Nhức cũng gán như sao giờ. Dạ. Không tiền cho trả ai giờ. Dạ. Rồi hằng ngày á ông bà sử dụng cái nguồn nước với con sông này nè. Sông không à? Dạ. Ông bà thấy nó có ô nhiễm quá không? Thấy nó đang cạnh cạnh bơm lên cũng nó ô nhiễm môi trường rồi mình cũng biết sao giờ đây thì cũng thì đem tắm rửa giặt đồ giặt đạt thì vô cơm đồ lấp hèn nấu nước nấu cơm ăn. Dạ. Rồi có khi nào mà cây gặt với lại cái máy bơm đó nó bị hư rồi không có nước xài không ông? Có cũng có. Nó hư xuống sông xách thùng á, xách lên. Đi xách từ thùng lên hình xài. Như chỗ ông bà không có cầu hả? Không. Dạ không. Vậy là phải đi nhờ cầu người ta, rồi xuống mình xách lên. Dạ. Nếu mà sàn nước nằm ở dưới đó rồi mỗi lần rửa chén giặt đồ là bưng xuống dưới. Dạ. Dạ. Rồi còn tắm rửa thì sao? Tắm rửa cũng ở dưới sông. Sông á. Rồi. Vậy ông bà không có cầu nhưng mà cũng đi xuống sông tắm luôn. Dạ, chị rất cực lắm á bà. Đúng cực, cơ gắng vậy. Mình làm cái cầu đi tiền lắm, đâu có tiền đâu mà làm. Rồi tắm rửa vậy có khi nào bị ngứa hay là bị nổi mẩn gì không? Ngứa, sức thuốc, mua thuốc, sức vô, gắng như sao giờ. Rồi ông bà uống nước là có đổi nước thùng không? Mưa, có khi mua nước lọc uống, có khi qua bên nhà thờ xin uống, cũng có. Vậy là qua bên nhà thờ xin gì uống. Dạ, con thấy có cái thùng này là thùng... Dạ, thùng lọc cũng nhà nước ta cho đó. À, rồi ông bà uống nước đó. Dạ. Dạ. Rồi thấy ông bà xách nước vậy rất là dạ, cực luôn. Khổ, xài nước xuống sông. Lắm. Dạ. Không biết là ông bà Hai có biết đến cái nguồn nước giếng khoan bao giờ chưa? Chưa. Dạ. Dạ, cái giếng đó là người ta sẽ đến khoan cho ông bà. Dạ, khoảng 40 đến 60 mét.
Dạ, rồi đâm ống của cô mưa tưa luôn, mưa tưa mới hoàn toàn luôn. Vậy đó, mình dạ. Nghe cũng mừng đó. Dạ, kêu ông rồi ông bà chỉ cần cắm điện lên thôi là bơm nước lên nhà, ông bà tắm rửa luôn, không cần phải xuống dưới. Dạ, xuống dưới thì những lúc trời mưa đó, ông bà đâu thể nào mà xuống dưới đó tắm được đâu. Dạ, rất là cực. Cái này là mình có thể đem lên nhà luôn. Cái này là Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ hoàn toàn luôn. Một cây vậy là 4.500.000 đồng. Thì nếu mà ông bà mong muốn á thì sẽ được Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Mừng nghe nói mừng á, tôi kêu ông muốn gì. Cô đừng khóc nha, đâu có gì đâu cô. Hy vọng là sẽ được hỗ trợ để mà vợ chồng cô chú có được nước sạch đó. Thì đỡ ra phần nào cho cô chú nha. Cảm ơn. Cô thấy nhà tôi 20 tiếng ơi. Tiếng ta cho không á? Ta xài tiếng mỏng á, quen quen ta cho mình hư sửa xài. Dạ. Rồi chúc cho cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, vài bữa tôi con ghé nữa dạ, nha. Con ghé nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đừng buồn nha cô. Dạ, cô vui ra lắm đúng không? Dạ, có nước sạch. Dạ. Có nước sạch thì mình vui á cô, đỡ. Dạ. Mình ra nước xong cũng có nước xài. Dạ. Dạ rồi. Rồi, giữ sức khỏe nha cô. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, dạ, dạ không có gì đâu cô. Dạ.